Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 80. Ngoài ra, nếu muốn ngày càng tiến xa trong giới giải trí, tốt nhất cô không nên quen biết với những anh chàng đẹp trai chỉ biết ăn bám như vậy, những người như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến tương lai của cô mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt một lúc, ý định ban đầu của cô ấy là không muốn để Tề Đằng Nhàn làm tổn thương giám đốc Từ, không phải là vì cô ấy thấy sợ hãi. Cô ấy biết rất rõ anh chàng Tề Đằng Nhàn này coi trời bằng vung đến mức nào. Ngay cả nhà họ Quý, gia tộc đứng đầu giàu có nhất Hương Sơn cũng phải sợ hãi hắn, vì giám đốc Từ kia, hắn chỉ tùy tiện tát một cái là vỡ thành từng mảnh. Quả nhiên, Tề Đằng Nhàn đã mất kiên nhẫn, không đợi vị giám đốc Từ xui xẻo này nói thêm gì nữa, hắn giơ tay và tát vào mặt vị giám đốc kia. Trên khuôn mặt già nua của giám đốc Từ vang lên một âm thanh giòn vang, toàn thân ông ta quay cuồng, quỵt một tiếng ngã xuống đất. Giang Khuynh Nguyệt nhìn Tề Đằng Nhàn với vẻ mặt bất lực, có ý tứ là, anh đang làm gì vậy? Tề Đằng Nhàn lại lộ vẻ mặt vô tội nhìn cô ấy, có ý tứ là, chỉ vì ông ta quá rông dài. Giám đốc Từ ngã xuống đất, vẻ mặt ngơ ngác, thứ nhất đương nhiên là do lực tay của Tề Đằng Nhàn hơi mạnh khiến đầu óc ông ta choáng váng, thứ hai, đương nhiên là ông ta không thể tin được tên ăn bám của Giang Khuynh Nguyệt lại dám đánh một người quyền cao chức trọng như ông ta. Dù sao cái tát này cũng đủ khiến ông ta hoài nghi nhân sinh. Con mẹ nó, sao cậu dám đánh tôi? Giám đốc Từ hiển nhiên không biết sự lợi hại của Tề Đằng Nhàn, sau khi đứng dậy khỏi mặt đất, ông ta vươn tay định nắm cổ Tề Đằng Nhàn, muốn báo thù. Kết quả là, ông ta còn chưa kịp vồ lấy hắn thì đã bị đá đau đến mức có cảm giác như ruột gan đứt từng khúc, lại ngã xuống đất. Nữ minh tinh đứng quan sát ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Không ngờ tên ăn bám mà Giang Khuynh Nguyệt bao nuôi lại ngu ngốc và lớn gan đến mức dám đánh giám đốc Từ, giờ thì hay rồi, vừa đắc tội tổng giám đốc Phương, lại vừa đắc tội với giám đốc Từ, xem cô ấy còn có thể lăn lộn ở vùng đất Hương Sơn nhỏ bé này như thế nào, thật sự cho rằng bản thân mình may mắn được lẻn vào bữa tiệc của nhà họ Quý thì đã là người bề trên hay sao? Tề Đằng Nhàn nói với Giang Khuynh Nguyệt. Em thấy đấy, không phải anh bạo lực, mà là người này thực sự bị bệnh tâm thần và muốn ăn đòn. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi cười khổ, ý định ban đầu của cô ấy là không muốn Tề Đằng Nhàn làm giám đốc Từ bị thương, nào ngờ lại làm cho giám đốc Từ hiểu lầm rằng Tề Đằng Nhàn sợ ông ta, không thể trêu vào ông ta. Đều là lỗi của mình vì đã để cho ông ta tự tin như vậy. Em gái Cao Kiều vốn là người tốt bụng thở dài, nhưng nghĩ đến đây, cô ấy lại phát hiện mình thực ra có chút vui sướng khi người gặp họa. Đúng lúc này, Tổng Giám Đốc Phương của Điện ảnh Long Môn đi ra, đi cùng với ông ta là Từ Lão Quái, vị đạo diễn nhìn chúng em gái Cao Kiều. Từ Lão Quái trông gầy gò, nửa đầu đã bạc trắng, khuôn mặt khiến người ta có cảm giác khác thường, nếu ông ấy là thành viên của một bang phái giang hồ thì nhất định là loại người chém người không chớp mắt. Ha ha, đây không phải là cô Giang hay sao? Không phải nói thân thể không thoải mái hay sao? Sao bây giờ lại khỏe mạnh như vậy? Tổng Giám Đốc Phương vừa nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bữa tiệc hôm nay, Giang Khuynh Nguyệt nói thân thể không khỏe nên từ chối tham gia, nhưng cuối cùng lại bị người ta bắt gặp cô ấy đang vui vẻ đi chơi. Một khi chuyện này lan truyền ra, mặt mũi của ông ta để đâu? Giám đốc Từ nhìn thấy Tổng Giám đốc Phương tới, cũng không biết là chuyện lớn không ổn, thậm chí trên khuôn mặt còn nở nụ cười lạnh lùng, có Tổng Giám đốc Phương của Điện ảnh Long Môn ra tay, ông ta có thể đứng ngoài cuộc. Không cần ông ta phải ra tay. Tên ăn bám bên cạnh Giang Khuynh Nguyệt sẽ bị tha đi cho cá mập ăn. Từ Lão Quái ngẩn người, vừa muốn nói chuyện thì nhìn thấy Tề Đằng Nhàn ở bên cạnh Giang Khuynh Nguyệt, trên khuôn mặt tái nhợt của ông ấy lập tức lộ vẻ kinh hãi. Ông ấy vừa định giữ lại Tổng Giám Đốc Phương đang nổi giận, nhưng người ta đã bước tới, Giang Khuynh Nguyệt còn chưa kịp trả lời đã chỉ vào mặt cô ấy mắng, còn kỹ nữ kia, cô nghĩ mình rất giỏi hay sao? Cô thật sự cho rằng mình đi theo đạo diễn Từ quay một bộ phim là có thể không để tôi vào mắt. Cô nói với tôi là cô cảm thấy không khỏe nên không thể đến được phải không? Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy không khỏe suốt đời. Tổng Giám Đốc Phương, tôi, sắc mặt của Giang Khuynh Nguyệt trắng bệch, cô ấy không biết phải trả lời thế nào. Tổng Giám Đốc Phương xua tay, nhìn Giang Khuynh Nguyệt, nói, tôi cái gì mà tôi? Hôm nay cô chết chắc rồi, cho dù có ai đến đây cũng không cứu được cô. Từ Lão Quái sợ tới mức vội vàng vươn tay kéo tay áo Tổng Giám Đốc Phương. Nhưng bị Tổng Giám Đốc Phương hất ra. Ông ta quay đầu cười lạnh Từ Lão Quái, đạo diễn Từ, không phải tôi không nể mặt ông, mà là con gà mẹ chết tiệt này không để tôi vào mắt.
hôm nay đoàn làm phim các người mời tôi ăn cơm, tôi đến nhưng cô ta lại nói thân thể không khỏe, không cho tôi mặt mũi. Hiện giờ, không ngờ cô ta lại đi mua sắm một tên rác rưởi. Ha ha ha, mặt mũi của lão Vương của tôi dễ dẫm lên như vậy phải không? Một diễn viên nho nhỏ mới ra mắt cũng không thèm để tôi vào mắt. Đạo diễn Từ còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị hàng loạt câu hỏi của Tổng Giám Đốc Phương chặn lại, lời nói nghẹn lại trong cổ họng khiến ông ấy không thể nói ra được. Đạo diễn Từ, mặc dù nữ diễn viên này là người ông muốn ủng hộ, nhưng hôm nay, tôi loại chắc rồi, không ai có thể bảo vệ cô ta, ông không cần nhiều lời, kẻo đến lúc đó tôi sẽ không cho ông mặt mũi. Tổng Giám Đốc Phương lại nói thêm một câu. Bộ râu ở khóe miệng đạo diễn Từ không khỏi run run, ông ấy muốn nhắc nhở. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói tự tìm đường chết của Tổng Giám Đốc Phương, trong lòng ông ấy lại cảm thấy có chút tức giận. Tốt thôi, nếu ông ta muốn tìm đường chết thì chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi. Giang Khuynh Nguyệt nói, Tổng Giám Đốc Phương, tôi chỉ không đến tham gia một bữa tiệc mà thôi, ông có cần phải tức giận như vậy không? Tổng Giám Đốc Phương cười lạnh, cần phải, đương nhiên là cần, con người tôi thích sĩ diện, chẳng qua, vì cô là người mới nên tôi cũng không phải là không thể cho cô cơ hội. Cô lựa chọn thò mông ra để tôi sờ, hay là ngồi trên và tự mình di chuyển. Sờ cái con mẹ mà sờ, nhìn ông lùn như vậy mà còn đòi sờ người ta. Có đi cà kheo cũng không thể với tới đúng không? Tề Đằng Nhàn trực tiếp vỗ vào sau gáy Tổng Giám Đốc Phương. Tổng Giám Đốc Phương sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, trong lòng bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Tề Đằng Nhàn là kình địch cuối cùng của Trần Bá Hạ, mà Tổng Giám Đốc Phương lại là trợ thủ đắc lực của Trần Bá Hạ. Làm sao ông ta có thể không biết rằng người đàn ông họ Tề có mối thù giết con không đội trời chung với Trần Đà Chủ chứ? Quan trọng hơn, Tề Đằng Nhàn đã giết hai người Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi, thậm chí còn đánh cho một nửa cộng đồng võ thuật phía Nam sợ hãi, hắn vẫn như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, khiến cho hai người Mạnh Thiên Xanh và Trần Bá Hạ bất lực. Liệu ông ta có thể trêu chọc một kẻ địch như vậy hay không? Cho dù Trần Bá Hạ đối mặt với hắn thì cũng phải nhượng bộ. Giám đốc Từ nhìn thấy tên ăn bám trẻ tuổi Tề Đằng Nhàn này còn dám đánh cả Tổng Giám Đốc Phương, không khỏi cảm thấy vui mừng, tên khốn kiếp này chết chắc rồi. Hỏi ông đấy, ông giả chết à, Tề Đằng Nhàn không kiên nhẫn nhíu mày, giơ tay lên định tát ông ta một cái. Tổng Giám Đốc Phương run rẩy lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen. Tay của Tề Đằng Nhàn đột nhiên dừng lại giữa không trung, hắn cười nói, thì ra là Tổng Giám Đốc Phương của điện ảnh Long Môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tổng Giám Đốc Phương nhỏ giọng nói, mật khẩu là 6 số 0. Tổng Giám Đốc Phương, thực sự xin lỗi, em gái Cao Kiều không hiểu chuyện, nhưng hôm nay cô ấy thực sự cảm thấy không khỏe. Tề Đằng Nhàn cười tươi, không một tiếng động, không để bất cứ ai nhìn thấy, nhận lấy tấm thẻ đen trong tay Tổng Giám Đốc Phương. Cũng không biết Tổng Giám Đốc Phương từ đâu lấy được tin Tổng Giám Mục Tề thiếu tiền, thấy tình thế không ổn, cũng không gọi viện binh, lại càng không nói nhảm. Trực tiếp lấy ra tấm thẻ đen từ trong túi của ông ta. Không thể không nói, Tổng Giám Đốc Phương thực sự là một người rất thông minh, trực tiếp giúp mình thoát chết. Nếu không, với tính cách của Tề Đằng Nhàn, hơn nữa Tổng Giám Đốc Phương lại còn là người Long Môn Hương Sơn, còn dám dùng những lời như vậy để sỉ nhục Giang Khuynh Nguyệt, không ném ông ta xuống biển cho cá mập ăn là không thể. Giám đốc Từ cười lạnh nói, lúc này cậu nói những lời hèn nhát này thì có ích lợi gì? Cậu cho rằng Tổng Giám Đốc Phương sẽ buông tha cho cậu hay sao? Từ lão quái cũng quan sát mọi chuyện, khóe miệng giật giật, suýt nữa cười thành tiếng. May mắn thay, ông ấy bình thường khá nghiêm túc, không phải loại người trừ khi không nhịn được như Ngọc Tiểu Long và Trần Ngư, cho nên không cười thành tiếng. Trên đầu Tổng Giám Đốc Phương chảy ra mồ hôi lạnh, ông ta lặng lẽ giơ một bàn tay về phía Tề Đằng Nhàn, sau đó giơ bốn ngón tay còn lại lên, ý nói tấm thẻ này có 9 chữ số. Khuôn mặt âm trầm của Tề Đằng Nhàn lập tức sáng ngời, hắn ta nói với Tổng Giám Đốc Phương, tôi biết Tổng Giám Đốc Phương luôn là người coi trọng thể diện, nhưng cũng xin Tổng Giám Đốc Phương đừng so đo chuyện ngày hôm nay, hãy cho đạo diễn Từ chút mặt mũi, quay đầu lại tôi sẽ đích thân dẫn em gái Cao Kiều đến kính rượu Tổng Giám Đốc Phương nhé. Được rồi, hôm nay tôi uống hơi nhiều nên có chút xúc động, cho nên đã nói mấy lời hơi khó nghe. Tổng Giám Đốc Phương nghe thấy Tề Đằng Nhàn nói như vậy, tảng đá trong lòng như được bỏ ra. Giang Khuynh Nguyệt ở ngay bên cạnh Tề Đằng Nhàn, đương nhiên nhìn thấy những hành động mờ ám giữa hắn và Tổng Giám Đốc Phương. Vì thế, cô ấy há to miệng, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau lại trực tiếp ngậm lại. Đi! Bạn trai của Giang Khuynh Nguyệt mình không những không bảo vệ mình,
còn lợi dụng chuyện người khác uy hiếp mình để kiếm tiền, thật không thể tha thứ được, lát nữa quay lại, mình sẽ xử lý anh ấy thật nghiêm khắc. Trừ khi, anh ấy chia cho mình một nửa. Giang Khuynh Nguyệt trong lòng tức giận nghĩ, người họ Vương kia vừa mới giơ 9 ngón tay, tức là có 9 chữ số sao? Vậy chia cho mình một nửa, phải lấy phần lớn, tức là có 5 chữ số. Cha, chỉ số IQ của em gái cao kiều này, 9 chữ số phải chia thành 5 chữ số, e rằng Tề Đằng Nhàn cũng sẽ cười như một con lợn. Giám đốc Từ ở một bên ngơ ngác nghe mọi người nói chuyện gì đang xảy ra vậy? Tổng giám đốc Phương rõ ràng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Chợt nghe Tề Đằng Nhàn nói với Tổng giám đốc Phương, Tổng giám đốc Phương, em gái cao kiều này thường ngày chỉ hơi kiêu ngạo thôi, nếu không có việc gì thì cứ mắng cô ấy nhiều hơn, không sao đâu, đây là để thúc giục cô ấy tiến bộ. Tổng giám đốc Phương thầm chửi mắng trong lòng, vừa mới chửi mấy câu, Trục Triệu đã không còn nữa. Ha ha, được, cô Giang, bộ phim mới của cô sẽ được chiếu ở toàn bộ các rạp thuộc điện ảnh Long Môn của chúng tôi, lịch chiếu phim sẽ kín chỗ, cô đừng lo. Tôi đi trước, lần sau chúng ta rảnh thì nói chuyện nhé. Nói xong, Tổng Giám Đốc Phương nhanh chóng bỏ chạy. Tề Đằng Nhàn há miệng, mình còn chưa kịp nói xong thì Tổng Giám Đốc Phương đã bỏ chạy, thật là bất lịch sự. Mẹ nó, thật sự là đi dạo trước quỷ môn quan một vòng. Nếu mình không phản ứng nhanh, không vội vã đánh con khốn Giang Khuynh Nguyệt kia, có lẽ bây giờ mình đã thành một cái xác rồi. Quả nhiên là họ Tề yêu tiền, mình đoán đúng rồi. Cho đến khi Tổng Giám Đốc Phương không nhìn thấy bóng dáng Tề Đằng Nhàn nữa, ông ta mới dừng bước chân, sau đó từ từ thở ra một hơi dài. Con đàn bà khốn nạn vừa gọi cho mình kia đâu phải là muốn mượn đao giết người, rõ ràng là muốn hại chết mình, quay đầu lại mình sẽ phong sát cô ta. Tổng Giám Đốc Phương vẫn còn sợ hãi, cảm thấy mình bị hãm hại. Nghĩ tới tấm thẻ đen kia, ông ta vẫn cảm thấy có chút đau lòng, đương nhiên ông ta có thể báo mất thẻ, nhưng ông ta sợ nếu báo mất thẻ, ngày mai đầu của ông ta cũng sẽ báo mất theo. Tiền bạc là vật ngoài thân, đối với mạng sống mà nói thì nó chẳng có giá trị gì, Tổng Giám Đốc Phương chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Mặc dù Tổng Giám Đốc Phương đã rời đi, nhưng Giang Khuynh Nguyệt vẫn chân thành xin lỗi từ lão quái, đạo diễn Từ, rất xin lỗi, là tôi quá tùy hứng. Nhưng từ lão quái cho rằng đây là chuyện tốt, nhân họa đắc phúc, nếu hôm nay em gái Cao Kiều tham gia bữa tiệc, Tổng Giám Đốc Phương muốn làm gì đó với cô ấy thì chắc chắn ông ấy sẽ không ngăn cản được, lúc đó mới thực sự xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, hôm nay em gái Cao Kiều không tham gia bữa tiệc này cũng rất tốt, ít nhất cuối cùng sự việc cũng được giải quyết hòa bình, chẳng qua cái giá phải trả để mua được hòa bình này tương đối đắt. Tuy rằng tôi không biết vì sao Tổng Giám Đốc Phương lại buông tha cô, nhưng cô để cho tên ăn bám cô đánh tôi, chuyện này còn chưa xong đâu. Mặc dù Giám Đốc Từ rất ngạc nhiên khi thấy Tổng Giám Đốc Phương đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, rồi bỏ chạy trong chớp mắt, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét lên với hai người Tề Đằng Nhàn và Giang Khuynh Nguyệt. Ông ta là người làm việc cho Hướng Vấn Thiên, Hướng Tiên Sinh, nhưng lại bị một tên ăn bám của một diễn viên mới ra mắt đánh, nếu sự việc truyền ra, ông ta có còn là người hay không? Từ đây về sau, liệu có phải ai cũng có thể nhảy múa trước mặt ông ta hay không? Từ lão quái vội vàng bước tới, cười nói với Giám Đốc Từ, quên đi, Tổng Giám Đốc Phương cũng không để ý chuyện này, ông cũng đừng tức giận nữa. Giám Đốc Từ chỉ vào má mình, cười lạnh, đạo diễn Từ, ông nhìn mặt tôi xem, đây là do tên ăn bám kia đánh đấy, Tổng Giám Đốc Phương không truy cứu thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Từ khi tôi đi theo Hướng Tiên Sinh tới nay, không ai dám đánh tôi cả. Từ lão quái thầm mắng chửi trong lòng. Hướng Tiên Sinh so với ông cụ Quý và ông cụ Lôi chỉ xem như là một con tôm nhỏ, ông cũng đừng hãm hại ông ta. Giám Đốc Từ lấy điện thoại di động ra, cười lạnh nói, tôi sẽ gọi người anh em của Hướng Tiên Sinh tới đây, tên ăn bám kia, tôi muốn xem cậu có đủ can đảm để đánh tôi nữa không. Từ lão quái sợ đến mức vội vàng đưa tay để điện thoại di động của Giám Đốc Từ xuống, lắc đầu nói, không được. Khi Tề Đằng Nhàn nghe thấy hai từ này được hét lên bởi một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hắn không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, thậm chí toàn thân hắn còn nổi lên một tầng da gà mà chỉ khi dự cảm được nguy hiểm mới xuất hiện. Xem ra là do gần đây lái xe tốc độ quá nhanh, lời nói bình thường của người ta mà mình cũng hiểu sai. Tề Đằng Nhàn lắc đầu, cảm thấy mình nhất định không thể tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị thần thú 404 theo dõi. Giám Đốc Từ nói, đạo diễn Từ, ông đừng ngăn cản tôi, hôm nay tôi muốn mạng chó của cậu ta, không ai có thể ngăn cản được. Không phải, tôi sợ Hướng Tiên Sinh.
Từ lão quái sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Ha ha, ông sợ Hướng tiên sinh giết người hay sao? Không sao, Hướng tiên sinh sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy. Giám đốc Từ xua tay, căn bản không nghe hết lời nói của Từ lão quái. Ông ta vừa định gọi điện thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu gần đó, khi nhìn thấy biển số xe, ông ta không khỏi ngẩn người, sau đó vui mừng khôn xiết. Sau khi cất điện thoại di động vào túi, giám đốc Từ bước nhanh tới chỗ chiếc Rolls Royce, cúi người xuống chờ người bên trong đi ra. Cửa xe mở ra, người bước ra không phải là Hướng tiên sinh mà là một thanh niên với mái tóc vuốt ngược ra sau và khuôn mặt góc cạnh. Anh ta là Hướng Minh, con trai của Hướng Vấn Thiên. Cậu chủ Hướng, giám đốc Từ cúi đầu với Hướng Minh, lớn tiếng chào hỏi. Ồ, hóa là giám đốc Từ, sao ông lại đến đây? Hướng Minh liếc nhìn ông ta, thản nhiên hỏi. Giám đốc Từ nói, cậu chủ Hướng, xảy ra chút chuyện. Ông ta vừa ngẩng đầu lên, Hướng Minh đã nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, sắc mặt của vị con nhà giàu này không khỏi tối sầm lại, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh ông, không biết ông là người của điện ảnh và truyền hình Thiên Long chúng ta hay sao? Như vậy là không để nhà họ Hướng chúng ta vào trong mắt. Giám đốc Từ chỉ vào Giang Khuynh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, là con khốn này, vừa mới ra mắt, được Từ lão quái chọn làm nữ chính, ở đại lục có chút bối cảnh nên cảm thấy mình rất trâu bò. Tôi đã tốt bụng khuyên bảo cô ta, nhưng cô ta không cảm kích, thậm chí còn xúi giục tên ăn bám mà cô ta bao nuôi đánh tôi, thực sự là quá kiêu ngạo. Cậu chủ Hướng đến vừa đúng lúc, anh có thể giúp tôi chút cơn giận này. Hướng Minh nghe xong lời nói của giám đốc Từ, cười nhạo một tiếng, chỉnh lại cổ áo, chậm rãi đi về phía trước. Sắc mặt của Từ lão quái không khỏi trở nên rất kỳ quái, trong lòng thầm nói cậu chủ Hướng đừng mù mắt, tuy rằng tổng giám đốc Phương không phải người tốt, nhưng cũng may ông ta là người sáng suốt, nếu không thì ông ta đã nằm trên mặt đường rồi. Cậu chủ Hướng luôn là người khôn ngoan, đừng làm những chuyện ngu xuẩn như giống như đám con cháu nhà giàu chỉ biết hãm hại bố mẹ. Tôi không đánh phụ nữ. Nếu là anh làm thì tôi chỉ tìm anh. Hướng Minh đi đến trước mặt Tề Đằng Nhàn, bình tĩnh nói. Giang Khuynh Nguyệt mỉm cười bất đắc dĩ rồi nói, cậu chủ Hướng, oan gia nên giải không nên kết, tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi xuống uống một chén trà rồi bình tĩnh nói chuyện. Hướng Minh nói, cô gái kia, đừng có không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng chỉ vì có chút bối cảnh ở đại lục mà có thể hoành hành ở Hương Sơn, tôi muốn cô biến mất khỏi thế giới này thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, cô ấy cảm thấy đám người này, đúng là người nào cũng bá đạo hơn người trước. Như thế nào, không nói chuyện, trốn sau lưng một người phụ nữ. Anh cho rằng mình không nói là có thể giải quyết vấn đề. Hay anh cho rằng người phụ nữ anh đang hẹn hò có thể giúp anh giải quyết chuyện này. Hướng Minh lạnh lùng ngạo mạn nói, nếu anh quỳ xuống nói, tôi có thể kiên nhẫn nghe anh giải thích, nếu không anh không cần nói. Trực tiếp cho vào bao, thả xuống biển đi thôi. Tề Đằng Nhàn lộ vẻ mặt kỳ quái, cười nói, thằng nhãi này, mấy ngày trước bố cậu vừa mới kính rượu với tôi, cậu có muốn gọi điện thoại hỏi ông ta hỏi xem có nên nói chuyện với tôi như vậy không? Hướng Minh vô cùng tức giận, anh ta cảm thấy lời nói của Tề Đằng Nhàn chỉ là nhằm sỉ nhục mình chứ không phải đang nói sự thật. Hướng Minh đã học được một ít công phu thực sự, trong cơn tức giận, anh ta giơ chân đá vào ngực Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn đang định dạy cho thằng nhãi này một bài học, nhưng Từ lão quái đột nhiên bước tới và chặn cú đá của Hướng Minh. Từ lão quái gầy gò bị Hướng Minh đá một cước ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không thở nổi. Ngay cả Tề Đằng Nhàn cũng không ngờ rằng Từ lão quái đột nhiên xuất hiện nửa đường, giúp hắn đỡ một cước. Đương nhiên, một cước này tuyệt đối không thể đá trúng hắn, với kỹ năng mèo cào ba chân của Hướng Minh, hắn chỉ cần một cái tát là có thể giết chết anh ta. Em gái Cao Kiều nhìn thấy Từ lão quái bị đá ngã xuống đất, không khỏi hoảng sợ, bèn vội vàng bước tới đỡ ông ấy. Sở dĩ Từ lão quái chặn cú đá này đương nhiên là vì sợ Hướng Minh đắc tội với Tề Đằng Nhàn, nhà họ Hướng ở Hương Sơn có ân tình với ông ấy. Năm đó khi chuẩn bị quay một bộ phim, ông ấy cần rất nhiều đầu tư, nhưng cầm kịch bản đi khắp nơi lại vấp phải rất nhiều trở ngại, Hướng Vấn Thiên vung tay, đầu tư một số tiền lớn để quay xong bộ phim, kết quả cuối cùng là mọi người đều vui mừng. Mà Từ lão quái cũng bởi vậy mà trở nên nổi tiếng. Vì vậy, Từ lão quái nhớ tới ân tình của nhà họ Hướng, thấy Hướng Minh chuẩn bị ra tay, bèn không để ý đến nguy hiểm đi ra ngăn cản. Đạo diễn Từ, ông tội gì phải làm vậy? Hướng Minh không khỏi thở dài nói với Từ lão quái. Cậu chủ Hướng, xin cho tôi một chút mặt mũi.
Từ lão quái bất đắc dĩ cười khổ nói, chuyện hôm nay không phải chuyện lớn, vì sao lại phải đánh nhau lớn như vậy? Tề Đằng Nhàn nhìn thoáng qua Từ lão quái rồi nói, tôi nói này lão Từ, tôi rất thích xem phim của ông cũng đừng cố gắng tìm đường chết như vậy, nếu không tôi sẽ không có phim hay để xem. Giang Khuynh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Tề Đằng Nhàn, lúc này rồi hắn vẫn còn nói những lời mỉa mai như vậy, người đàn ông này thực sự không đáng tin cậy. Hướng Minh nhìn chằm chằm Từ lão quái một lúc lâu, không khỏi nhíu mày nói, không phải là tôi không nể mặt ông, mà là tên ăn bám này lại dám đánh giám đốc Từ Thành như vậy, giám đốc Từ chính là người của nhà họ Hướng chúng ta, nếu tôi không giúp ông ấy, sau này chẳng phải nhà họ Hướng chúng ta chẳng phải sẽ bị cười nhạo hay sao? Giám đốc Từ lạnh lùng nói, Từ lão quái, ông cũng đừng không biết tốt xấu như vậy, vì một nữ diễn viên mà ông muốn ủng hộ, ông lại chống lại nhà họ Hướng có ơn với ông. Từ lão quái được Giang Khuynh Nguyệt giúp đỡ đứng dậy, không khỏi thở dài nói, cậu chủ Hướng, không phải tôi lấy oán trả ơn, tôi là đang giúp đỡ nhà họ Hướng. Hướng Minh bĩu môi, từ chối cho ý kiến, cũng cảm thấy Từ lão quái là một người vong ân phụ nghĩa, ông ấy có thể có được như ngày hôm nay là nhờ vào khoản đầu tư của nhà họ Hướng năm đó. Bây giờ, vì một bộ phim mới, ông ấy lại chống lại ý muốn của nhà họ Hướng do anh ta đại biểu, điều này khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nể mặt ông, không truy cứu chuyện này nữa. Tuy nhiên, ông cũng phải nhớ rằng từ hôm nay trở đi, nhà họ Hướng chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ông. Sau này nếu ông có xảy ra chuyện gì, đừng đến cầu xin nhà họ Hướng chúng tôi giúp đỡ. Hừ, Hướng Minh nhìn lại Từ lão quái đang đứng trước mặt mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng, sau đó nghiêm túc nói một câu. Từ lão quái lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hướng Minh vung tay lên nói, chuyện hôm nay tôi sẽ nể mặt lão Từ, nhưng nếu có lần sau, dù ai đến cũng không được, không ai có thể cứu được các người. Khi anh ta nói lời này, Hướng Minh hướng ánh mắt hung dữ về phía Tề Đằng Nhàn và Giang Khuynh Nguyệt, hiển nhiên là đang cảnh cáo bọn họ. Từ lão quái nói, chuyện hôm nay tôi sẽ đích thân gọi điện cho Hướng tiên sinh để giải thích mọi việc. Hướng Minh khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó xoay người rời đi, giám đốc Từ vội vàng đi theo, quay đầu nhìn về phía Tề Đằng Nhàn bằng ánh mắt hung ác, ý tứ là. Tên ăn bám kia, cậu may mắn đấy. Không ngờ Từ lão quái hiện tại đã nổi tiếng lại kiêu ngạo như vậy, lại dám chống lại ý muốn của nhà họ Hướng chúng ta, hừ, nếu như không phải ông ta đã giúp đỡ nhà họ Hướng chúng ta mấy năm nay kiếm được nhiều tiền như vậy, ngày hôm nay ngay cả ông ta cũng sẽ bị xử lý. Hướng Minh rất không vui nói. Từ lão quái thật vô liêm sỉ, không ngờ chỉ vì một nữ diễn viên mới mà ông ta lại trở mặt với nhà họ Hướng. Giám đốc Từ ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Hừm, dù sao thì nhà họ Hướng chúng ta cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim này nên tạm thời buông tha cho ông ta. Tuy nhiên, nếu ông ta dám lấy oán trả ơn, nếu lại rơi vào tay tôi sẽ không buông tha ông ta dễ dàng như vậy. Hướng Minh lạnh lùng nói. Tề Băng Thiên nhìn Hướng Minh cùng với giám đốc Từ rời đi, trong ánh mắt tràn ngập mất mát. Hai người còn chưa đi xa thì bất ngờ đụng phải một bóng dáng xinh đẹp. Sau khi Hướng Minh nhìn thấy bóng dáng này, hai mắt không khỏi sáng lên, vội vàng chào hỏi, cô Lôi. Người này là Lôi Tuyết Kiều, con gái của Lôi Trấn Kỳ. Sau khi nhìn thấy Hướng Minh, cô ta không khỏi sửng sốt nói, anh là ai? Hướng Minh vội vàng nói, tôi là Hướng Minh người nhà họ Hướng, Hướng Vấn Thiên là bố tôi. Lôi Tuyết Kiều một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó nói, thì ra là anh. Hướng Minh không khỏi vui mừng khôn xiết, tự hỏi liệu có cơ hội mời Lôi Tuyết Kiều đi ăn cơm tối hay không. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lôi Tuyết Kiều đã đi ngang qua anh ta, đi về phía Tề Đằng Nhàn. À, tên cặn bã này mỗi ngày đều có một nữ nhân bên cạnh. Khi Lôi Tuyết Kiều nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Tề Đằng Nhàn lại đổi thành Giang Thanh Nguyệt, trong lòng cô ta không khỏi thầm khinh thường. Đối với bản lĩnh của Tề Đằng Nhàn, cô ta rất khâm phục, nhưng đối với chuyện tình cảm của Tề Đằng Nhàn, cô ta cũng vô cùng khinh thường. Sau khi Tề Đằng Nhàn nhìn thấy Lôi Tuyết Kiều, không khỏi vui vẻ nói, em gái, thật trùng hợp, cô đi ra ngoài ăn cơm à? Hướng Minh nghe thấy hắn xưng hô với Lôi Tuyết Kiều như vậy thì ngẩn người, sau đó thầm cười lạnh trong lòng, dám nói chuyện với Lôi Tuyết Kiều như vậy, không phải là muốn chết hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết cô ta chính là con gái yêu quý của Lôi Trấn Kỳ, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Lôi hay sao? Này, cặn bã, có thời gian thì đến nhà tôi ăn tối, sau khi xảy ra chuyện lần trước, anh vẫn chưa đến thêm lần nào nữa, bố tôi rất muốn gặp anh nói chuyện. Lôi Tuyết Kiều khẽ hừ một tiếng, sau đó nói. Trên thực tế, tính
tính cách của cô ta cũng tương đối vô tư, nếu không cô ta cũng sẽ không bị Vương Kiếm Thành lừa gạt. Hướng Minh nghe thấy những lời của Lôi Tuyết Kiều, toàn thân cảm thấy như bị sét đánh. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhà họ Lôi mời tên ăn bám này đến nhà làm khách. Hơn nữa, Lôi Trấn Kỳ còn muốn gặp hắn. Gần đây tôi khá bận rộn, có thời gian rảnh sẽ đến. Tề Đằng Nhàn cười nói. Bận làm một tên cặn bã hay sao? Phụ nữ bên cạnh anh chưa bao giờ giống nhau. Lôi Tuyết Kiều khinh thường nói. Em gái Cao Kiều nghe vậy, không nhịn được, lập tức nói. Chào cô Lôi, hôm nay tôi và anh ấy xác lập quan hệ. Anh ấy hứa sau này chỉ có tôi là bạn gái của anh ấy không còn là loại người như cô nói nữa. Lôi Tuyết Kiều ngẩn người, sau đó cảm thấy Giang Thanh Nguyệt thật sự rất đơn thuần, cô ta thà tin trên thế giới có ma, còn hơn tin lời của một kẻ cặn bã, một sự thật đơn giản và dễ hiểu như vậy mà cô ấy cũng không hiểu hay sao. Tuy nhiên đây không phải việc của cô ta, sau khi lắc lắc đầu, cô ta mới nói, tôi về nhà trước, nếu có thời gian thì đến nhà chúng tôi ăn cơm. Hy vọng đến lúc đó anh vẫn dẫn cô bạn gái này đi cùng. Tề Đằng Nhàn cảm thấy miệng Lôi Tuyết Kiều đủ độc, hắn đang định nói gì đó thì nhìn thấy thanh niên A Bân cũng bước ra khỏi nhà hàng U nơi Lôi Tuyết Kiều vừa đi ra. Điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng Lôi Tuyết Kiều, đây, chẳng lẽ là thiếu niên A Bân và Lôi Tuyết Kiều đang có ý định hẹn hò. Chết tiệt, A Bân sẽ không đi trung tâm massage nữa. Tuổi trẻ của mình đã qua rồi. Từ bây giờ hắn đi đâu để massage miễn phí nữa? Tề Đằng Nhàn bỗng nhiên có cảm giác vô cùng đau đớn. Sau khi Lôi Tuyết Kiều rời đi, Hướng Minh mới ý thức được mình đã gây ra sai lầm lớn. Người trẻ tuổi kia căn bản không phải là một tên ăn bám được Giang Khuynh Nguyệt bao nuôi mà là một nhân vật lớn có thể làm cho nhà họ Lôi phải kết giao. Không đợi anh ta lấy lại tinh thần, anh ta đã nhìn thấy Hoàng Kỳ Bân, con trai thị trưởng đương nhiệm của thành phố Hương Sơn, bước tới trước mặt Tề Đằng Nhàn. Nở nụ cười trên môi và hô to, này, Nhàn lão cẩu. Nghe thấy lời nói của Hoàng Kỳ Bân, vẻ mặt của Giang Khuynh Nguyệt không khỏi trở nên kỳ lạ. Sở dĩ vẻ mặt của cô ấy trở nên kỳ lạ là vì cô ấy cảm thấy xưng hô này. Có vẻ khá thích hợp. Tề Đằng Nhàn không khỏi giật giật khóe miệng, A Bân ngu ngốc, không ngờ lại có lòng trả thù mãnh liệt như vậy, vừa nhìn thấy hắn đã gọi hắn như vậy. Hả, vị này không phải là đạo diễn Từ hay sao? Tôi rất thích xem phim của ông, rất vui được gặp ông. Hoàng Kỳ Bân chào hỏi đạo diễn Từ. Sau đó, anh ta nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh Tề Đằng Nhàn, tiếp theo, dạ dày anh ta vô thức trào ngược axit. Lúc trước là Tôn Dĩnh Thục, bà trùm của tài phiệt Thượng Tinh, sau đó là Trần Ngư, người cầm quyền của nhà họ Trần, thổ hoàng đế ở Nam Dương, bây giờ, lại là một nữ diễn viên hàng đầu với chiều cao và đôi chân dài thái quá, và một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Anh ta đã đạt đến trình độ này rồi, còn ông đây vẫn đang suy nghĩ lần sau đi massage sẽ gọi nhân viên nào. Hoàng Kỳ Bân không khỏi thở dài một hơi, nhớ lại lúc mới gặp mặt ở Trung Hải, anh chàng này vẫn còn là một chàng thanh niên ngây thơ, nhưng sau một thời gian không gặp, hắn đã trở thành một tài xế có kinh nghiệm mà ngay cả anh ta cũng phải noi theo. Tề Đằng Nhàn vươn tay đặt lên vòng eo thon thả của em gái Cao Kiều, sau đó nở nụ cười nói, anh bạn trẻ A Bân đây là chuẩn bị lên bờ hay chưa? Anh đang hẹn hò với cô Lôi à? Hoàng Kỳ Bân nói, chuyện này, bát tự còn chưa đưa, bố tôi chỉ đang gán ghép lung tung mà thôi, còn anh thì, mỗi lần gặp mặt đều bắt tôi ăn chanh. Tề Đằng Nhàn mỉm cười với Giang Khuynh Nguyệt và nói, em gái Cao Kiều, em có thể hôn bạn trai mình một cái không? Giang Khuynh Nguyệt ngẩn người, cô ấy không ngờ rằng Tề Đằng Nhàn sẽ đưa ra yêu cầu bất lịch sự như vậy ở nơi công cộng, tuy nhiên, khi cô ấy nghĩ lại, hai người vốn là bạn trai bạn gái. Cô ấy là một người ma đô tự do, nhìn nhiều cũng đã quen, việc nhỏ này thì tính là cái gì? Vì vậy, Giang Khuynh Nguyệt quay mặt lại và hôn lên má Tề Đằng Nhàn một cái. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cô Giang Khuynh Nguyệt vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất ma đô, cô ấy hiện đang làm việc trong giới giải trí ở Hương Sơn, quay phim với đạo diễn Từ. Tề Đằng Nhàn cười nói. Tạm biệt, sắc mặt của Hoàng Kỳ Bân tối sầm lại, đi ngang qua hắn. Lúc đi ngang qua, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên hung dữ. Quả nhiên, sự ghen tị sẽ con người ta hoàn toàn thay đổi. Anh ta không chỉ ghen tị mà còn rất tức giận bởi vì em gái anh ta luôn nhằm vào anh ta, nói rằng anh ta là người làm hỏng tên cặn bã này. Mấu chốt là tên khốn này đúng là một tên cặn bã, nhưng em gái anh ta vẫn rất tin tưởng hắn, cho rằng hắn vẫn luôn là người cai ngục thuần túy kia, không có chút thay đổi nào.
Tề Đằng Nhàn đã đạt đến trình độ mà ngay cả Hoàng Kỳ Bân cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, tuy nhiên, Hoàng Tình Ca vẫn tin chắc rằng là anh ta đã dạy hư Tề Đằng Nhàn. Điều này khiến nội tâm của Hoàng Kỳ Bân trở nên hắc hóa và méo mó, thậm chí anh ta còn muốn học theo Tham Lang đi đánh cắp một quả bom hạt nhân và nói với thế giới. Hãy hủy diệt đi. Hướng Minh và Giám Đốc Tử đứng cách đó không xa đều bị dọa sợi, bọn họ không dám tin rằng tên ăn bám này có lai lịch lớn như vậy, có thể kết giao với nhà họ Lôi, hơn nữa, dường như có quan hệ rất tốt với gia đình thị trưởng Hoàng. Mình đã gây ra họa lớn hay sao? Sắc mặt Hướng Minh trắng bệch, môi run run hỏi. Đạo diễn Tử cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy nói, cậu chủ Hướng, chuyện này chúng ta tốt nhất nên nói cho Hướng tiên sinh càng sớm càng tốt, để ông ấy xử lý. Hướng Minh đá Giám Đốc Tử ngã xuống đất, chửi mắng, nếu không phải do ông thì tôi sẽ gây ra chuyện lớn như vậy không? Sau khi nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho bố mình. Tề Đằng Nhàn đang muốn ôm em gái Cao Kiều rời đi, Hướng Minh đã gọi điện xong bèn chạy tới, lịch sự cười nói, chào anh Tề, chuyện kia, chỉ là có chút hiểu lầm, tôi vừa bị bố tôi mắng, anh có thể chờ một lúc được không, ông ấy sẽ tới đây ngay. Tề Đằng Nhàn nghiêng đầu nhìn Hướng Minh, hỏi, như thế nào, cậu chủ Hướng tìm bố mình phái người tới đây chém tôi hay sao? Trên trán Hướng Minh bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu nói, không dám, không dám, tôi sao dám làm như vậy? Vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là lỗi của tôi. Tề Đằng Nhàn cười nhạo một tiếng rồi nói, không phải vừa rồi anh rất kiêu ngạo cảnh cáo tôi và em gái Cao Kiều hay sao? Tại sao bây giờ anh nhanh chóng nhượng bộ như vậy? Hướng Minh không dám dài dòng nói, mời anh di chuyển đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lát, bố tôi sắp tới đây, tôi sẽ cũng sẽ bồi thường cho hành vi ngốc nghếch và ngu xuẩn vừa rồi của mình. Tề Đằng Nhàn suy nghĩ, oan gia nên giải không nên kết. Sau này em gái Cao Kiều vẫn còn lăn lộn trong giới giải trí Hương Sơn, hơn nữa địa vị của nhà họ Hướng ở đây rất phi thường, cho nên có thể giải quyết mâu thuẫn. Vì vậy, hắn nói với Giang Khuynh Nguyệt, em nghĩ sao? Nghe theo cậu chủ Hướng nói, sang quán cà phê kia ngồi. Vừa lúc anh muốn uống cà phê đen. Giang Khuynh Nguyệt biết Tề Đằng Nhàn thích uống cà phê đen đắng đến mức gần nhe răng nên cô ấy vui vẻ đồng ý, để thể hiện sự hiền lành của mình. Cô ấy còn cố ý yêu cầu người phục vụ pha cà phê đậm hơn. Hướng Minh ở một bên liên tục xin lỗi từ lão quái, đạo diễn Từ, rất xin lỗi, vừa rồi tôi quá bốc đồng, tuổi trẻ không hiểu chuyện, bây giờ tôi mới tỉnh ngộ lại, ông đang giúp đỡ nhà họ Hướng chúng tôi, cảm ơn ông, xin ông đừng so đo sai lầm của tôi. Từ lão quái cũng là người rộng lượng, gật đầu nói, cậu chủ Hướng có thể hiểu được chỗ khó của tôi là được rồi, nếu vừa rồi cậu kiên nhẫn nghe tôi nói hết lời. Hiện tại cũng không phải như vậy. Hướng Minh cười khổ, cũng không biết nói cái gì. Tề Đằng Nhàn là người không để tâm đến những điều này, Giang Khuynh Nguyệt cũng là người rộng lượng, hai người ngồi cùng nhau uống cà phê và nói chuyện tình cảm, rất vui vẻ. Em gái Cao Kiều, anh thấy bố mẹ em cũng không cao lắm, vì sao chân em lại dài như vậy? Tề Đằng Nhàn dùng một chủ đề rất rõ ràng, sau đó dùng tay đặt lên đôi chân dài của Giang Khuynh Nguyệt. Em không biết, có lẽ em chỉ là may mắn thôi. Giang Khuynh Nguyệt nhún vai, rất thân thiết dựa vào tay hắn. Khi cốc cà phê gần như đã uống xong, xe của Hướng Vấn Thiên cuối cùng cũng đã đến. Hướng Vấn Thiên là một người đàn ông trung niên rất có khí chất, mặc một bộ Âu phục đen chỉnh tề, dẫn hai vệ sĩ đi tới. Hướng Minh nhìn thấy Hướng Vấn Thiên, lập tức chào hỏi, bố. Chát! Sắc mặt của Hướng Vấn Thiên trở nên lạnh lùng, giơ tay tát vào mặt Hướng Minh một cái. Hướng Minh bị tát mạnh như vậy nhưng cũng không dám lên tiếng, anh ta thậm chí còn hiểu rất rõ, cái tát của bố mình có lẽ là để cho Tề Đằng Nhàn nhìn thấy. Muốn xin lỗi thì phải tỏ thái độ xin lỗi, cũng không thể để cho người ta bảo luật sư gửi thư cảnh cáo. Dù sao, luật sư của Tề Đằng Nhàn chính là Trương Tam. Tề Đằng Nhàn đương nhiên chú ý tới việc Hướng Vấn Thiên tát Hướng Minh một cái, tuy nhiên hắn cũng không có biểu hiện gì. Hướng Vấn Thiên kéo Hướng Minh lại gần. Cười nói, anh Tề, đã lâu không gặp. Tề Đằng Nhàn cũng giả vờ đứng dậy nói, ha ha, đây không phải là Hướng tiên sinh hay sao? Xin chào, xin chào. Hướng Vấn Thiên không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tề Đằng Nhàn, ông ta biết rất nhiều về Tề Đằng Nhàn, và ông ta không muốn chọc giận người này một chút nào. Hiện tại, toàn bộ Hương Sơn, ai dám công khai đối đầu với Tề Đằng Nhàn? Có ai trong số những người đã từng đối đầu với hắn lúc trước có kết cục tốt đẹp? Nhà họ Quý có đủ trâu bò không? Trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Quý, người ta đã tát đối tác của nhà họ Quý, nhưng nhà họ Quý cũng không nói gì cả.
Tàu thuyền Lôi Thị lúc trước đã bị các thế lực tài phiệt hùng mạnh khắp nơi vây công, kết quả là gì? Cả một đám bị đánh tơi bời, tổn thất rất nhiều tiền và cuối cùng chẳng nhận được gì. Hướng Vấn Thiên ông ta tự nghĩ rằng mình cũng là một nhân vật lớn có thân phận có địa vị ở Hương Sơn, nhưng so với Tề Đằng Nhàn thì vẫn có chút chênh lệch. Tề tiên sinh, thật xin lỗi, con trai tôi không có mắt nên mới chọc giận ngài, vừa rồi tôi đã dạy cho nó một bài học, xin ngài đừng tức giận. Hướng Vấn Thiên khách khí nói với Tề Đằng Nhàn, ông ta vươn tay lấy từ trong túi ra một điếu xì gà rồi đưa cho hắn. Tề Đằng Nhàn xua tay, hắn không hút thuốc, cũng không có hứng thú với xì gà, hắn chỉ sử dụng thứ đồ chơi này để khoe khoang mà thôi. Hướng Vấn Thiên thấy Tề không nhận điếu xì gà, đương nhiên cũng không dám hút, ông ta cất điếu xì gà vào trong ngực rồi cười nói, Tề tiên sinh, ngài có thể cho người trẻ tuổi một cơ hội được không? Hướng Minh ở một bên không thở mạnh, anh ta không nhất định nhỏ tuổi hơn Tề Đằng Nhàn, nhưng lúc này hai người đã không ở cùng một đẳng cấp. Ngay cả bố anh ta cũng phải cẩn thận khi ở cùng một chỗ với Tề Đằng Nhàn, bản thân anh ta ở trước mặt người ta thì tính là cái gì? Con trai của ông không chọc giận tôi, nhưng thật ra đã làm đạo diễn Từ bị thương. Tề Đằng Nhàn cười nói, may mắn là anh ta đánh đạo diễn Từ. Từ lão quái bất đắc dĩ mỉm cười với Hướng Vấn Thiên rồi nói, vừa rồi cậu chủ Hướng có chút xúc động, tôi bèn ngăn cản cậu ấy, cũng không có gì nghiêm trọng. Hướng Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Từ lão quái bằng ánh mắt cảm kích. Nếu Hướng Minh thực sự đánh Tề Đằng Nhàn, để đối phương bắt được nhược điểm, thì nhà họ Hướng dù không chết cũng sẽ bị lột ra. Hãy xem nhà họ Quý bị hắn nhắm vào sẽ như thế nào. Trực tiếp tới cửa lôi Quý Khải đi một cách công khai, đồng thời lấy đi tổng cộng 20 triệu của nhà họ Quý. Nhà họ Hướng cũng không giàu có như nhà họ Quý, nếu bị một lần giống như vậy, chỉ vài phút là phá sản. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Vương vô tình nói lời xúc phạm Tề tiên sinh, cuối cùng đưa ra một tấm thẻ đen rồi rời đi. Từ lão quái ho khan một tiếng, nhắc nhở Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên sửng sốt, quả nhiên lời đồn Tề Đằng Nhàn thiếu tiền gần đây không phải là nói dối, ai chọc tới hắn, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội vơ vét tài sản một phen. Chuyện này đã lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, nên gần đây gần như không có kẻ nào mù mắt trêu chọc phần tử nguy hiểm như Tề Đằng Nhàn. Hướng Vấn Thiên gõ gõ ngón tay lên bàn, lại liếc nhìn Giang Khuynh Nguyệt, sau đó trầm ngâm một lúc rồi cười nói, như vậy đi, Tề tiên sinh, vì biểu thị muốn xin lỗi. Về phía chúng tôi, toàn bộ lợi nhuận từ việc đầu tư vào bộ phim của đạo diễn Từ sẽ giao cho anh để làm từ thiện cho Thánh giáo. Anh cảm thấy như thế có thích hợp không? Tề Đằng Nhàn nghe xong không khỏi ngẩn người, sau đó nhíu mày, hắn nghĩ rằng doanh thu phòng vé của bộ phim bom tấn này của Từ lão quái thế nào cũng không ít hơn 1 tỷ, nhà họ Hướng là nhà đầu tư chính, lợi nhuận chắc cũng không ít. Giang Khuynh Nguyệt nghe thấy những gì Hướng Vấn Thiên nói cũng cảm thấy kinh ngạc, khả năng thu hút tiền của họ Tề này cũng quá mạnh. Lúc trước ở Ma Đô, hắn đã dùng một mảnh ngọc vỡ để làm lấy tiền của bố cô là Giang Sơn Hải, lần này, chỉ vì một chuyện nhỏ mà nhà họ Hướng lại có thể từ bỏ phần doanh thu phòng vé hàng trăm triệu của mình. Rõ ràng, em gái Cao Kiều vẫn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của bạn trai cô ấy ở Hương Sơn. Tề Đằng Nhàn nhìn Hướng Vấn Thiên, cười nói, ông cảm thấy thích hợp không? Nghe thấy giọng điệu này của hắn, Hướng Vấn Thiên dường như có chút bất mãn, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ, miệng của tên này cũng quá lớn rồi. Con trai ông vô lễ với tôi và bạn gái tôi, ông lấy doanh thu phòng vé ra để giải quyết chuyện này sao? Chuyện này có thích hợp không? Nó có thích hợp không? Hướng Vấn Thiên bị câu hỏi của Tề Đằng Nhàn khiến cho ông ta không nói nên lời trong chốc lát, ông ta đang muốn mở miệng lại nghe hắn nói tiếp, rất thích hợp. Em gái Cao Kiều ở một bên suýt nữa phun cà phê trong miệng ra, hắn nói ra những lời này rất tự nhiên, chẳng lẽ thật sự đi hỏi Trương Tam làm sao để trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật? Cẩn thận nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể, tên này chuyên thu tiền mà không làm gì cả, nhận hối lộ mà không vi phạm pháp luật, lại còn cố tình không bị bắt. Hướng Vấn Thiên suýt chút nữa bị chiêu xoay tròn 360 độ của Tề Đằng Nhàn khiến cho tâm tính nổ tung, khóe mắt liên tục giật giật, cuối cùng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Minh cũng như chút được gánh nặng, cũng may, thằng nhãi này không hề mở miệng đòi 20 triệu. Thực ra tôi nghĩ cậu chủ Hướng có chọc giận tôi hay không cũng không quan trọng, dù sao Thánh giáo chúng tôi có câu nói, có người tát má trái của bạn thì bạn phải đưa má phải ra. Cho nên tôi không phải là loại người tính toán chi ly kia. Nguyên nhân chủ yếu là Hướng tiên sinh ông là người tín ngưỡng Thánh chủ, nguyện ý giúp đỡ Thánh giáo phát triển, tôi nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra. Tề Đằng Nhàn vỗ tay cười nói.
liên tục gật đầu với Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên cũng gật đầu nói, ha ha ha, Tề tiên sinh nói đúng, tôi cũng như cả nhà chúng tôi đều là tín đồ của Thánh giáo, có thể góp phần vào sự phát triển của Thánh giáo là vinh hạnh của nhà họ Hướng chúng tôi. Đúng vậy, chúng ta đều là tín đồ của Thánh giáo, mọi người là người một nhà, A-di, Amen. Hướng Minh lè lưỡi, vội vàng tiếp lời. Tề Đằng Nhàn rất hài lòng nói, không phải đúng như vậy sao? Chúng ta là một nhà, sao tôi phải so đo với cậu chủ Hướng chút chuyện nhỏ như vậy chứ? Phải không? Vâng, vâng, Hướng Minh vội vàng nói. Tề Đằng Nhàn nói, mời Hướng tiên sinh ngồi xuống, chúng ta cùng nhau uống chén cà phê trước, tôi mời khách. Hướng Vấn Thiên cười nói, làm sao có thể ngài mời khách được? Thằng nhãi này không có mắt chọc giận ngài, nên để cho nó mời khách đi. Tề Đằng Nhàn nói, được. Hắn dễ dàng đồng ý như thế khiến cho hai bố con Hướng Vấn Thiên và Hướng Minh đều ngẩn người, cho rằng anh chàng này thực sự không đặc biệt lắm. Sau khi uống cà phê, Tề Đằng Nhàn nói với người phục vụ, mang cho tôi một cốc cà phê đen đặc nữa, tôi muốn gói lại. Hướng Vấn Thiên hoàn toàn không nói nên lời, đây là loại lưu mạnh gì vậy? Tề Đằng Nhàn cầm lấy cà phê đã được đóng gói, nắm tay em gái cao kiều và vui vẻ rời đi. Lúc này Hướng Vấn Thiên mới quay đầu lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hướng Minh, lạnh lùng nói, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ bị cấm túc 2 tháng, đỡ gây thêm phiền toái cho bố. Ông ta quay đầu nhìn về phía Tử lão quái, nói, cảm ơn đạo diễn Tử rất nhiều vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hướng tiên sinh khách khí rồi, đây là chuyện tôi nên làm. Tử lão quái bất đắc dĩ cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.